chào cả nhà nha. Sau khi mà Diễm đi miền Tây thì bây giờ là đã có mặt tại cửa hàng của hải sản Phan Diễm. Thì phải nói là thời điểm này là cái thời điểm cao điểm luôn các bạn ơi, đơn từ rất là nhiều, nên là ngoài cái thời gian đi quay thì Diễm sẽ dành thời gian để mà về cửa hàng phụ đóng hàng và tư vấn khi mà khách tới mua. Thì cũng phải nói là cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã luôn ủng hộ hải sản Phan Diễm và các mặt hàng tại cửa hàng của mình. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết là làm gì thì làm thì vẫn phải ăn trưa, vẫn phải chuẩn bị đồ ăn. Màu này xanh, là màu hoa đậu biếc. Hoa đậu biếc này màu xanh đậm ấy. Đây, còn quá trời luôn. Thì cái này để một hồi nữa mình sẽ hấp lên nha các bạn, hấp bia camel. Mình nói là mình mua về cho mình tặng mẹ chồng nhưng mà thật ra là mình cũng có ăn nữa các bạn. Hồi mình hấp mình cũng làm hai con. Đó thì một tí nữa thì mình hấp lên xong rồi mời cả nhà cùng thưởng thức luôn nha. Bây giờ để đây đi, chuẩn bị chia ra sơ chế. Quá đã luôn. Cảm ơn anh Cò với lại chị Thi đã mua giúp em một cái mẻ tôm quá ngon, quá xuất sắc luôn. Gần cái cửa hàng của Phan Diễm có một cái tiệm cơm rất là ngon, thì hôm nào mình sẽ sắp xếp mình quay mình review giới thiệu cho các bạn. Nhưng mà bây giờ mình sẽ bóc ra để cho các bạn xem luôn nha. Đây, cho mọi người xem cái cơm này nè. Wow, hấp dẫn chưa? Thơm quá các bạn ơi. Đấy, một tí nữa thì anh em sẽ ăn cơm. Phải gớt cái muỗng nè. Đó, cơm gà nha các bạn, rất là ngon luôn. Mình với anh Dũng là buổi trưa hay lên đây thì cũng hay ghé quán này ăn. Để hôm nào tiện thì Diễm sẽ ngồi đó ăn rồi review cho các bạn. Nhưng mà mua cơm đây thôi, nhưng mà bây giờ gọi là tổng quản lý ở cửa hàng của Phan Diễm là chưa chịu ăn cơm. Ngày hôm nay thì thường thì anh sẽ ở cửa hàng để đóng hàng với lại là sắp xếp hàng hóa. Nhưng mà do là hai anh shipper của Phan Diễm là hôm nay đi là quá tải đơn rồi, và có những đơn mà khách mua từ 10 tới 15 thùng bia mà gửi xe máy nó sẽ rất là mất thời gian. Mà buổi chiều hôm nay thì do là Diễm mua ở cửa hàng, ô tô thì đang đậu đây, cho nên là mình sẽ để ảnh chở ô tô đi giao cho khách ở Hóc Môn. Mình thì sẽ không có trực tiếp đi nha các bạn, tại vì hôm nay là khá nhiều việc cho nên là không có tự đi được, thì cứ để ảnh lấy xe chở. Hai đơn là bao nhiêu thùng anh Tú? 27 thùng rồi. Đấy, một đơn là 12 thùng, còn đơn còn lại là 16 hả? 15. Một đơn 15, một đơn 12 đúng không? Đúng rồi. Một đơn 15 thùng, một đơn 12 thùng. Mà mỗi một chiếc xe máy để có thể chở full trên trại thì là gọi là tối đa luôn là chỉ có 10 thùng thôi. Thì nó sẽ khá là lỡ cỡ và nó sẽ làm ảnh hưởng tới những đơn khác như là cổ hủ dừa và hải sản. Chính như vậy thì mình nghĩ, mình cân nhắc thì mình mới quyết định là thôi thì để mấy chục thùng bia này đi bằng ô tô luôn. Cái trọng lượng này thì chắc là Diễm nghĩ là nó cũng không có làm ảnh hưởng tới xe nhiều đâu. Với lại thi thoảng thì mình mới đi ấy. Hiện tại thì bia màu vàng đã có thùng giấy rồi, cho nên là một tí nữa thì kho đang mang lại đây, thì một tí nữa Diễm sẽ lấy cái mẫu thùng vàng cho các bạn xem luôn. Còn mẫu đỏ bao nhiêu đây này, là sạch luôn, không còn đơn là đã chốt xong hết rồi đấy, không còn một thùng nào nữa hết nha các bạn. Là khi mà các bạn xem video này thì thông cảm là sẽ chuyển sang cái bia vàng giúp Diễm. Và hiện tại thì cái bia vàng và cái bia đỏ, cái nồng độ của nó cũng đã như nhau rồi. Nó như nhau hết chứ nó không có cái nào cao hay cái nào thấp. Chỉ quan trọng là cái mẫu mã, cái màu ở bên ngoài thôi các bạn ạ. Còn mấy thùng nữa anh? Còn 6 mấy thùng. Hiện tại là cứ mua 5 thùng bia Camel là sẽ được tặng một lọ chấm chéo, là đơn hàng chỉ áp dụng trong tháng 1 năm 2024 thôi nha các bạn. Này dựng đứng vậy luôn anh Tú hả? Ờ à, đúng rồi, để phía trước bớt đi chứ phía sau nó nặng cái đuôi quá. Thật ra mình cũng khá là xót xe các bạn, nhưng mà do đây là cái thời gian đầu mình cũng chưa biết là mọi thứ nó sẽ thế nào, nên là mình cũng chưa có dám đầu tư về những cái xe cộ để chở hàng. Thì Diễm cũng đang tính là cứ cố gắng thôi, từ từ mình xem cái tình hình thị trường, mọi người nhu cầu cần thế nào thì mình sẽ có cách. Đấy, các bạn vừa thấy chiếc xe Lamo vừa chạy qua đấy, thì mình cũng đang nghiên cứu một chiếc xe như thế để chở bia. Nhưng mà phải coi là đơn hàng rồi hàng hóa làm sao các bạn ơi. Với Diễm thì cứ chậm mà chắc. Mà cái quan trọng hơn hết là rất là cảm ơn các bạn vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Phan Diễm.
Bây giờ mình vào bên trong cửa hàng nha. Đây, gần đây là đủ hàng chưa anh Tú? Ok, giao nhiệm vụ lại nha. Lấy, anh lấy giấy phép chưa? Rồi ok. Để xem bây giờ anh sẽ lái xe đi. Cái này cũng sẽ hơi cực một tí, là hôm nay anh đi một mình thì sẽ tự lái xe, tự gọi cho khách rồi tự bốc hàng xuống luôn. Còn hai anh kia là bây giờ chưa thấy về được luôn. Một người thì còn đi lấy củ hủ dừa này, còn đi lấy chẩm chéo này, rồi còn giao đơn hàng cho khách nữa. Nên là nhiều khi là có những cái ngày từ đây tới Tết ấy, thì cái thời gian nó sẽ khá là giao hàng thi thoảng là nó có chậm trễ một tí. Thì Diễm rất là mong các bạn thông cảm cho bên hải sản Phan Diễm nha. Thùng tôm thì mình đưa cho mẹ mình mang về nhà rồi, với lại là chừa một ít thì chiều nay là các anh em ở cửa hàng sẽ khui bia rồi ăn tôm uống sau khi giao hàng xong các bạn ơi. Còn riêng Diễm, chế độ của Diễm thì sẽ được hai con tôm thế này hấp với lại bia camel nha. Nên là các bạn hết vàng hết đỏ thì uống vàng đỡ nha. Diễm sẽ hấp bia này, hấp vừa thôi, nó nhiều quá con tôm nó xỉn. Đấy, để nắp lại nha. Đây cửa hàng Diễm thì mần cực thì cực thiệt, nhưng mà chế độ ăn uống là cũng liên tục các bạn ơi. Anh em thì đang ăn cơm gà, với lại là giờ làm thêm đi trà đào cam xả nữa. Bây giờ kiểu là giao hàng nhiều với lại nặng á, là Diễm phải phục vụ tối đa đồ ăn đồ uống để tiếp thêm năng lượng. Anh Bốn ơi, hết cà phê rồi nhưng mà đây. Anh cảm ơn nha. Chiều chạy cho tiếp nha anh. Đây, trong thời gian đi đấy, ảnh đã giao một cử từ sáng tới bây giờ là các bạn thấy là tới 2:35 thì mới ăn cử trưa đấy. Thì trong thời gian anh ăn xong thì Diễm lại soạn hàng, bên Diễm soạn hàng xong anh ăn cơm xong nghỉ ngơi một tí bắt đầu lại đi tiếp đến chiều tối. Đó là lý do tại sao mà các bạn nói là bên mình nhiều khi là vừa chốt đơn xong một hồi lại thấy đã có người gọi đi giao hàng đấy, hoặc là có khi là cũng chờ hơi trễ một tí thì bên mình sẽ gom một loạt đơn luôn, xong rồi đi cả buổi vậy đó, xong rồi hết đơn rồi thôi. Bây giờ mình sẽ soạn hàng. Đây, đơn này là 3 kg dừa 250. Thì bên Diễm cổ hủ dừa thì sẽ có hai size, là size 250g và size 500g nha các bạn. Đây, khách này lấy 3 kg size 250 này, 1 ký này, 1 ký rưỡi, 2 ký, 2 ký rưỡi, 3 ký. Thì bên mình sẽ tặng 3 hũ chẩm chéo nha các bạn. 3 ký, cứ 1 ký là tặng 1 lọ. Đây, một đơn. Anh ơi, dạ. Em soạn cái đơn mà 1 ký dừa, 1 con mực ống 1 ký mốt ấy, với lại 1 ký mực dẻo, 1 lạng yến 3,7 triệu, cái đơn 87 ấy. Còn cái này là lại 3 ký dừa 250 nữa à. Không đủ, không biết đủ hàng không. Em hai có cái đơn mà mực đã cân sẵn rồi anh, để riêng coi em coi cái đơn nào, tại trong đó mấy túi chị không biết cái nào. Một đơn một ký này, 1,5 ký, 2 ký, 2,5 ký, 3 ký. Tại vì các bạn biết sao, thường ở trong Diễm, bên Diễm thì sẽ đựng trong những cái túi như thế này, có đầy đủ thông tin. Nhưng mà những cái size mà 250g rồi nó rất là cồng kềnh, nên là bắt buộc mình phải đựng trong cái túi trắng thế này. À, 1 ký.
3 kg, tặng 3 lọ chấm chéo nha các bạn. Hai đơn. Với lại có một đơn nữa là một thùng bia già, một thùng bia với lại 2 con mực 1 kg 38 nè anh. Là có 2 đơn mực lẻ đấy. Một đơn đi kèm với yến còn một đơn đi kèm với bia. Cái đơn 93 ấy. 8793 đó. Là 2 cái mực riêng, em ghi số ký riêng để nhầm ấy. Đây còn một đơn nữa là 2 lạng yến 3,7 triệu. 2 lạng yến. Đây. Đây là yến bên Diễm nha các bạn. Yến sạch tinh chế. Đây khách này thì mua 2 lạng yến. 2 lạng yến thì bên Diễm là sẽ có tặng kèm táo đỏ và đường phèn nha các bạn. Có một đơn có mực là cũng lấy 1 lạng yến nữa đó anh. À đơn đó đúng không? Đây 2 bịch đường phèn này. Có hết à đây. Táo đỏ, 2 lạng yến hay táo đỏ. Đấy các bạn thấy nè, cứ 2 lạng là tặng táo đỏ với đường phèn đầy đủ cho mình nha. Các bạn lưu ý là khi nhận hàng, Diễm nói rất là nhiều lần là khi nhận hàng là các bạn đồng kiểm với lại shipper giúp Diễm luôn. Cả giao trực tiếp, cả bên bưu điện thì cái nào các bạn cũng đồng kiểm. Những cái đơn mà Diễm đóng thùng giấy thì các bạn vẫn khui thùng giấy ra kiểm tra hàng nha. Đủ hàng hết thì mới nhận, không đủ hàng thì nói ship là mang về. Đó. Đây là 2 lạng yến này. Còn đơn này là khách mua, khách mua củ hủ dừa rồi mua yến nữa này. Đó. 1 lạng yến 1 kg dừa với lại mực đúng không anh? Đây, còn cái này là này mực ống, mực lá. Ủa các bạn coi con mực ống bên Hoàng Diễm này. Tả chưa? À, Miner này. Rất là dài luôn. Ok. Còn của anh Hùng thì một tí nữa về thì soạn sao. Cái này mấy thùng rồi anh Hùng? 6 thùng, 11 thùng đúng không? Đơn này 11 thùng hả? Anh giao này đi xong rồi về, còn mớ đơn em sẵn sẵn anh về chỉ việc lấy thôi. Mấy giờ anh về? Đơn dừa. Phần chiều nay là chủ yếu là đơn dừa, củ hủ dừa. Em còn 3 đơn đó đó. 3 đơn năm mấy á. Rồi ok, thế để em sẵn sẵn rồi về là lấy thôi. Đơn này là đi quận 6 đúng không anh? 6 với 2 đơn lẻ đó đi Tân Tạo. Quận 6 đi qua Tân Tạo thì nó nhanh. Chứ mà chờ tới bao giờ. Hết bia đỏ luôn rồi anh ơi. Bán cho thùng nha. Thôi giờ lấy đó. 10 ngày nữa. Thôi đi không, đi Gò Vấp đem về. Hết bia đỏ rồi, chỉ còn bia vàng thôi. Nhiều. Không còn thùng nào hết đấy. Trời. Một thùng một. Không có con, một trời không, ơi. Không, không kêu bán khách. À anh kêu khách đổi lại đi. Giờ kêu khách thiếu thùng rồi. Nhưng mà bây giờ nồng độ nó như nhau hết mà. Thôi, một thùng đó. Không có nhiều. À đúng rồi, anh lấy rồi. Rồi sao còn thùng này không chú? Một thùng chứ, hả? Thùng bị vàng. Thùng vàng anh để đâu? Anh đi bơm xe, đi bơm xe anh mềm quá kìa. Có đâu, bơm rồi đấy, nó vậy á. Rồi. Ở đâu ra cái nói tuổi 20 vậy? Anh ơi, anh chào máy quay cái đi anh Hùng. Chào. Anh có mệt không? Quá mệt. Lên đi, lên. Mắt rồi. Xe của tôi quá. Rồi, cái rỡn là rỡn, là bữa nào nó lấy mắt rồi. Mọi người nhớ do là đợt này mình hàng gom đi nhiều nên là mọi người nhớ kêu khách đồng kiểm giùm em nha. Lúc nào cũng đồng kiểm. Đồng kiểm để mình dễ xử lý. Đó là các bạn Diễm nói là cứ các anh giao hàng tới rồi các bạn kiểm tra lấy hàng thanh toán.
Mọi người hy vọng là mọi người về sớm để nhận đơn tiếp nha. Dạ, anh còn năm mấy ta, đơn năm mấy ta. Ít mà, cái đó mấy của anh là giao từ sáng tới bây giờ đúng không? Chưa ở đâu. Đi từ sáng sớm tới bây giờ là mới về là các bạn, xong rồi đi 10 thùng bia này về mới lấy đơn tiếp. Em còn 52 một ký dừa, 53 một ký dừa, 56 năm thùng bia. À, cái này đó, à. Chỉ còn hai đó thôi. Ok của ok. Chỉ còn ba đó okay. Thôi, còn nhiều đống này. Anh Bốn ơi. Cười đến nghe ơi. Chụp mình chụp hình với hai người vận chuyển của Phan Diễm. Đây. Anh uống nước đi. Rồi. Tôi đi kia uống đi. Đi, không có chỗ cầm, không có chỗ cầm. Té, đưa cho Bốn đi. Đưa Bốn, rồi không uống. Anh tình cảm quá. Tình cảm quá. Mày bị uống gì mày ơi. Thôi. Đi. Nhanh đi, Phan. Tao cũng không ưa cái đó. Rồi, bye bye. Rồi, bận thì bận nhưng mà bao tay là đeo cũng là rất là kỹ càng nha. Để là nhé. Đầy quá. Ok. Các anh là ăn uống với lại là đi giao hàng hết rồi, bây giờ mới tới lượt Phan Diễm. Hồi sáng là Diễm ăn một miếng nui, bây giờ là tới 3 giờ này, mình sẽ ăn. anh Bố anh vừa chạy ngang nè, anh không biết là có quên hàng nữa không. Diễm vừa thấy anh giao hàng của Phan Diễm chạy ngang cửa hàng, khả năng cao không biết là có quên gì không, hay là đi nhầm đường nữa. Đây bây giờ Diễm sẽ ăn cơm luôn các bạn ơi, tới 3 giờ chiều bắt đầu mới ăn cơm này. Xé cái hộp này ra cho dễ để. Gần cửa hàng của Phan Diễm thì có rất là nhiều cái quán ăn luôn nha các bạn. Thì có thời gian là Diễm sẽ quay giới thiệu với các bạn. Còn đây, chấm chéo. Chấm chéo Sapa TV. Rất là thơm. Các bạn mà cứ mua 1 ký của hủ dừa là tặng một loại chấm chéo này. Mua 1 ký thịt trâu gác bếp là tặng một loại chấm chéo này. Nhưng mà ở cửa hàng của Diễm thì có rất là nhiều những cái quà tặng khác nhau. Ví dụ như các bạn không ăn cay được ấy thì có thể lấy bánh phồng tôm này của anh Cua, hoặc là đậu phộng của anh Phân Y Hùng, rồi đường thốt nốt của Sông Hỷ. Đấy, bây giờ cho một tí nước vào nha. Diễm mới đặt cái bàn này nè các bạn này. Cái bàn bé bé xinh xinh dễ thương quá. Này, chấm chéo thì các bạn có thể là pha với nước lọc này, có thể pha với nước luộc thịt này, hoặc nước canh, nước hầm xương. Đây, còn hai con tôm Diễm hấp bia xong rồi này. Hôm qua Diễm mua là tôm sống nha các bạn. Nhưng mà sau đó thì mình phải dập đá để bảo quản, nhưng mà Diễm cảm giác là nó cũng không có bị ảnh hưởng như nhiều đâu. Hấp với lại bia camel thì mình để đây cho nó nguội tí đi rồi mình ăn. Để tách cái đầu này ra trước đã. Ôi này. Ôi gạch chưa, gạch đã chưa. Mời cả nhà nha. Ngon quá. Nhưng mà kiểu là mình dập đá nhiều ấy. Với lại là cũng mới từ tối qua giờ nên là nó cũng không có bị ảnh hưởng gì đâu các bạn ạ. Ôi gạch béo quá. Này có mình Diễm ăn thôi nên mình phải cho cái nước gạch vào cái chấm chéo này để pha này. Trời ơi con tôm này to thật ấy. Cái ống càng này nè, một hồi mình sẽ cắt ra nha. Đây này các bạn coi này. Thực sự là tôm này mà mình mua được 500 ngàn một ký mà tôm càng tự nhiên á, phải nói là rất là may mắn luôn các bạn ạ. Thịt chắc nịch luôn. Đấy, chiều nay mà cửa hàng của Diễm với lại là mẹ Diễm mới là cũng sẽ được thưởng thức cái tôm càng này. Mời cả nhà nha. Trời ơi nó đã.
ăn như ngày hôm qua luôn á, y như mà mình ăn tại nhà anh Cò luôn các bạn, thịt không có bị bở không gì hết luôn á, rất là chắc thịt và ngọt. Trời ơi, ăn mình nữa nè, ngon quá. Ăn thế này soạn hàng tới 12 giờ đêm cũng được các bạn ạ. Ngon quá. Còn đây là, đây là hộp cơm gà. Thì cái cơm gà của quán này nè các bạn, người ta cho gà cái nước mắm tỏi ớt ấy, rất là ngon. Mình sẽ chan vô để ăn cơm. Đây, Diễm sẽ cho các bạn xem một hộp cơm gà này nha. Người ta có một ít đậu răm này, rồi cải làm chua này. Đó, rồi giá với cà rốt cũng là kiểu làm muối chua các bạn. Đó, đặc biệt nha. Đây, cái cà hành tím này, hành tím cũng muối luôn, muối chua, ngâm chua. Một ít dưa leo. Ở đây thịt gà thì đã xé rồi. Đó, một ít lòng, trứng. Diễm gọi ở đây là gọi phần đặc biệt luôn nha. Đây, còn đây hạt cơm đây. Đó, có quán này có cả cháo, có cả cơm. Mà Diễm thích ăn cơm. Mình ăn giả chiến cho nên là cũng không có đủ đồ đây. Này, cứ rưới lên chung đi. Mời cả nhà ăn cơm trưa nha. Ngon quá. Đợt này Diễm cũng đang thường mọi năm ở nhà là nhà bên cửa hàng của Diễm là sẽ bán xuyên suốt Tết luôn chứ không có nghỉ Tết. Hôm nay là năm nay Diễm cũng đang tính xem là như thế nào, nhưng mà có khả năng cao thì có thể là mình sẽ bán phục vụ xuyên suốt Tết luôn. Cái Diễm ngại nhất là mở lại á, mở lại kiểu mình phải canh rồi coi là ngày mùng mấy này kia thì thà là mình bán suốt luôn. Với lại là mỗi năm á, mấy ngày Tết á, thì cũng rất là nhiều người tới ủng hộ Phan Diễm. Và đặc biệt năm nay nữa là còn có cả bia. Thì bia làm Tết là mọi người cần rất là nhiều. Nên là khả năng là Diễm cũng sẽ năm nay là sẽ phục vụ Tết luôn á. Cửa hàng của Phan Diễm thì nằm buổi sáng ở đây sẽ cực kỳ đông khách, cực kỳ con đường này cực kỳ đông. Tại vì đây là nằm trong đường chợ. Nên là mà Diễm thì ít khi nào mà lên cửa hàng được buổi sáng sớm, nên là mình vẫn chưa có đi quay khám phá chợ ở đây cho các bạn xem. Nên mấy ngày tới thì mình sẽ cố gắng sắp xếp. Chợ này bán nhiều đồ ăn mà đông vui lắm các bạn. Miếng này chỗ cái đùi nè. Hành tím à. Ngon quá. Bây giờ Diễm sẽ ăn hết hộp cơm này. Sau đó thì mình sẽ dọn dẹp cửa hàng rồi mình lại soạn đơn cho buổi chiều nay. Thì có gì thì các bạn cùng theo dõi thêm là buổi chiều nay thì Phan Diễm sẽ còn làm gì nha. 2,5 kg. Xong việc là lại đi soạn hàng các bạn ạ. Anh nó đi giao 11 thùng bia về rồi, bây giờ bắt đầu sẽ đi chuyến ca tối nè. Ở đây là 5 kg của hũ dừa là sẽ được tặng 5 lọ chẩm chéo nha. 1 kg nè, 2 kg, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg, 3 kg. Như đơn này đủ 5 kg rồi đúng không ta? Năm ký tặng 5 lọ chẩm chéo.
Ok anh Hùng ơi, nhưng mà còn cái bia vàng hết chắc phải chờ một tí nữa anh Hùng ạ. Đây. Bia vàng chưa có, thôi để lại hai đơn. Cái đơn hai đơn bia nào ta? Đâu, chỉ có đơn 500 này, hai bia vàng nè. Ở Bình Thạnh đúng không? Đâu, Tân Thế Hòa, Lương Thế Vinh. Xin chào cả nhà nha. Ngày hôm qua thì thật sự là buổi chiều rất là bận rộn luôn. Hàng về rồi đóng hàng đi rồi mình tham gia cái việc làm tới xem quy trình sản xuất của xúc xích của anh Võ Sơ Lộc, nên là khá là bận, khi mà xong hết là phải 9 giờ đêm luôn, nên là Diệm cũng chưa có chào tạm biệt các bạn được. Thì sáng hôm nay thì Diệm cũng tranh thủ lên cửa hàng. Nhưng mà cái điều đặc biệt của cái lô hàng này nè là được đây các bạn coi nè, ngày sản xuất là ngày 26 tháng 12 năm 2023 là cái lô hàng mới. Thì cái lô hàng này nó sẽ có một cái sự thay đổi một tí là bia vàng này nè các bạn, là nồng độ là nó còn cao hơn cái bia đỏ nữa. Bia vàng bây giờ đang là 4.9 độ đó, cho nên là bạn nào mà nhiều khi là có cái suy nghĩ là cái bia đỏ nó cao nồng độ hơn thì không phải nha. Thì Diễm cũng cập nhật luôn với các bạn là cái lô hàng này thì bia vàng có nồng độ là 4.9, nên là các bạn có thể là thay đổi lấy cái mẫu vàng này giúp Diễm nha. Còn nếu mà có gì thay đổi thì Diễm sẽ cập nhật cho các bạn nha. Còn đây thì các bạn coi là đây là những cái đơn hàng mà bên mình đang chuẩn bị soạn sẵn. Hôm nay thì Diễm có rất là nhiều những cái đơn to. Đơn bia thì đang đi giao rồi, nhưng mà mình vừa mới soạn sẵn mấy cái đơn này. Mỗi đơn là mỗi một túi thế này là 5kg nha các bạn. Đó, Diễm có những cái đơn to thế này. Thật sự rất là vui luôn. Thì năm nay nữa là tròn gần khoảng 1.5 năm là Diễm bán cái cổ hủ dừa sấy khô này. Thì phải nói là mình rất là vui vì nhận được sự ủng hộ của tất cả các cô chú anh chị trong và ngoài nước. Mình cũng hy vọng là có thể góp một cái sức nào đó để làm lan tỏa cái món đặc trưng của miền Tây. Thì trong cái sản phẩm của Diễm đôi khi nó cũng sẽ có những cái gì đó mà các bạn chưa hài lòng, thì hy vọng là các bạn sẽ thông cảm bỏ qua. Thì với tất cả các mặt hàng mà Diễm bán thì Diễm luôn mong mỏi làm sao ngày càng hoàn thiện và cố gắng để cho ra một cái sản phẩm chất lượng nhất để gửi tới các bạn. Đây, cái đơn này là do những cái đơn to thì Diễm sẽ đựng trong cái túi trắng nha các bạn. Đây nè, đó, cái đơn này vẫn là 5kg nè. Còn những cái đơn mà vừa thì đây, này có hiện tại thì Diễm có cái sản phẩm nữa là cái này là cái thịt lợn gác bếp của anh Hải Sapa TV nha các bạn. Đó, cái này là thịt lợn gác bếp thì nó sẽ khác với ba chỉ. Thịt lợn này thì mình sẽ hấp như thịt trâu. Đây, khách này là mua dừa với lại là mua cái thịt lợn này. Và đây là dừa thì các bạn có thể lấy chẩm chéo hoặc đậu phộng. Đây, khách lấy ra mua thêm đậu phộng này. Đó, còn cái này là thịt trâu gác bếp. Đó. Bên đó là củ hủ dừa. Còn đơn bưu điện thì bên mình vẫn sẽ đóng và nói kỹ với các bạn luôn là những cái đơn mà số lượng nhiều á, mà đơn hàng to gửi bưu điện thì Diễm sẽ nhận cọc với các bạn. Nhận cọc từ 300 tới 500 tới 1 triệu tùy theo sản phẩm, tùy theo đơn hàng. Và khi mà các bạn nhận hàng thì các bạn được phép đồng kiểm với lại shipper luôn. Có bất kỳ vấn đề gì thì các để Diễm sẽ xử lý. Chứ khi mà mình đã nhận hàng về mà các bạn phản ánh là thiếu hàng hay này kia thì rất là khó cho Diễm nha. Cho nên là khi shipper giao hàng thì các bạn sẽ cùng khui với ship luôn, đồng kiểm xem bên trong đủ chưa. Nếu không đủ thì mình phản ánh với ship và không nhận hàng thì bên Diễm sẽ xử lý cho dễ. Còn bây giờ thì chắc là Diệm cũng xin kết thúc video tại đây. Ngày hôm nay thì cũng sẽ khá là nhiều việc, nhưng mình cũng chia sẻ một tí để những ai mà yêu thương Phan Diệm thì có thể là vui cùng với Diệm. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Chào mọi người.